Đi mấy cái này này áp lực không lên được. Này cho nó đi theo nó tầm 7 phút. Không áo khoác thì lại treo tủ lớn,
cái khung không biết mình có phát cho mình hát chị ấy quần áo em thả treo cái gì em gặp rất sạch không mấy cái áo khoác cái gì nó to to nó lại bông bông nên gặp nó cũng nát nên nó phồng hết cả ngăn lên. Nếu mà em mở tính gặp cả áo khoác thì chật chật thì sao? Hai cái ba cái đã chật tủ rồi chứ. Nên chị tưởng ấy nên đây là còn nó là kiểu như là đẹp đẹp hay là chỉ mặc tết ít mặc với cả. Bây giờ áo khoác mà chị treo để tủ mua. Thế cũng được gặp của quần áo khoác thì làm gì nó chật chật. Dày như thế một tối rồi nhỉ, cái video lại cứ lên dần tí một mãi chả được 1k bây giờ vẫn 969 view hàng re hàng khoác cọc cao nhất có 19 giây view một giờ như vậy đấy chiêu nào để cho mình xong rồi là hết thời gian trời. Thực ra chắc cũng chả cần phải méo khoác méo len đâu nữa, chỉ có thu đông thì để ra chung. Nó gọi là lạnh đó chứ. Ủa không xem được video xong không có view nào luôn. Để em làm to luôn ý. Mặc vui cả từ máu nó gọi là dày to nhìn luôn đi. Em đọc lắm là thế bây giờ đang tháng 3 đúng không? Dạ, đang tháng 3. Thế mà hết tháng 3 lâu với lại như vậy. Tháng 3, tháng 3 và chị cõng. Thế phải hết tháng 3 thôi. Thế em đi lần này nóng lắm rồi. Không, bình thường thì hết tháng 3 mới hết lại. Trời ơi. Thế đẹp hơn. Thế đẹp hơn.
Các đứa nó giới chủ nó sẽ điểm nhấn một tí. Em bảo cô chủ có điểm nhấn hơn này, cứ để nhỉ. Mấy cả mắt em nó đã nhìn thế rồi, anh cứ phải hỏi đấy là gì. Em vẫn cứ khẳng định thế, em đã bảo không phải là do màu sơn rồi. Nó hút bao một tí đi. Thật. Thế chứ. Nó phải công nhận. Chả qua nó cái nào cũng đẹp thế chứ. Nó ý nó cả hiền nó cũng được, cái nào cũng đẹp. Thế cái nào cũng được. Tớ thì tớ nên bảo để chọn hai cái này, tớ cũng phải chọn một tí. Kia nó có trụ nó vẫn cần con nhấn ná hơn nhé, nó lại được khỏe hơn. Kim ô thì màu sơn không 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 đi lên đi lên bà đi không thì đứng đấy làm gì bố mắng đấy không gì mà không. Thank you.
cua kẹp buộc kẹp này mà đây là vứt rồi đi với ông đây chả biết vứt đâu rồi ông kêu nó rứt rứt chút lắm lấy cái mà vứt hết à ở trên tủ vẫn có chơi với mẹ Hiến chơi cái này đây tái 6 video mới nhất của nó để thông bài tiêu về các thứ đi này gắn này đi cho lên một đường lấy đi lấy đi bôi ghi vào thôi tại 6 viên gang mới nhất của nó để tiêu tiêu là không vai các thứ đi hàng y hàng luôn lấy cả logo của nó luôn tại 6 viên gang mới nhất của nó đây có một kênh hôm nay là tự đặt lịch tại up 30 là 23 video trước hôm nay một ngày đó 30 video em chơi luôn kênh EA 211 của em ấy 28 tháng 1 hết giờ ạ. Khi nào mọi người lấy kênh là ưu tiên những kênh nào gần hết giờ trước chơi trước kiểu như ấy nhất này như vào nhất tái về rồi ngắn ngay của mình vào trước vừa nó lên cái nhà của em lôi ấy cái này là tên ấy tin sắp thật bây giờ em phải đợi hàng với cả hoàn cưới về lâu về rồi đây nhưng mà đến giờ nó chơi như sắp thật anh bơm 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 xin lỗi cái này anh bơm ai người ta mặc áo thun rồi trong cái nhà như này mà cháy vẫn kéo được quá là được rồi thôi up 2 video thôi nhá chỉ up 2 video một cái bây giờ một cái nữa hẹn lịch vẫn chạy không mẹ áo trong nó thế nhá chị kéo cái này lên thì thoải mái thì mặc vô chặt cái gì chặt thế không mẹ nhìn thấy tay con được thò được vào cái thời quá thời thời thì nó sẽ ôm một người chứ bỏ áo chân ra rồi vẫn vừa đẹp mai nào cứ lôi chiếc mai nào đi vào trong cái nào cũng một cái áo trong như thế mà mình có trong thì cái gì đó để xé cái sâu cái này cái quần nó đã lên đấy rồi mẹ cái gì là chứ không mặc quần tân thời bao giờ cái quần tân thời nó cao mà nó đã cao lên trên chỗ vàng mẹ rồi nếu có hở lỗ thì hở một tí thôi mà không có ai mặc áo trong mẹ thấy kia ok vẫn vừa mới đẹp nhưng mà sao mẹ mặc trông béo thế béo rồi ngộ đưa đi để mặc đưa đi kéo xuống đi kéo lần cưới tú hả mẹ quá tất thầy có hay là một cái áo tình tí rồi để từ đó đến giờ hôm nay giờ mới lại giữ tập cắt bà tập quần áo xong pha sữa cho con luôn là vừa đẹp nhá ăn đấy rồi không gói đâu dậy đi vệ sinh cái dậy theo ông em
cái ghế này có tải cái ghế của nó điền đây không phải đấy đâu, tin nhắn riêng mà tin nhắn riêng á, đấy còn gì nữa mà ai cái đối là thì vui rồi đấy à, đây có lấy bìa của nó luôn, chơi 3 tháng trước rồi. Tải này rồi. Để ý video trên 8 phút thì tải. Thế em thì cũng là tải về xong thông báo các thứ y nguyên gì? Đấy, cố thằng thứ dưới thằng của Hiến ấy. Hả? Em là thông báo các thứ lấy y nguyên hả? À, thông mình theo thông mình vừa tiêu đề đấy, tiêu đề mô tả đấy rồi. Không thấy bảo gì, cái này giống Hiến. Nhanh nhỉ? Dạ không, bây giờ mấy phút? 8 phút. Đấy, túng có tầm 8 phút rồi, có 1, 2, 3 up 2 video đi, ngày hôm nay up 2 đi. Gắn tầm lên mai up 2. Bọn nó là chơi trên kênh bật kiếm tiền này là kênh của mình chơi mua. Nó mới đọc mấy giờ trước rồi tụi. Dạ. Của em tầm 3 đấy. Thank you.
nó là kênh chụp chết lấy một nhà kênh nó áp cho mình em nhiều. Này cứ nghĩ là nó lấy lép là nó cần để độ này cao hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em cũng giống như vậy. Vâng. Em bán là chích chắc mình quay.
Xin mời cô gái đang trong quay thì thằng trứng trắng hơn. Thằng ấy trắng hơn à? Giống nhau quá. Trứng trắng hơn rồi, thằng kia lại đen đen hơn tí. Khỏe hơn mà. Con không trắng đâu. Thế trắng hơn. Còn áo của anh con. Đấy, cái này là áo đi. Đi áo mà của cái thằng làm gì? Đấy.
hai cái lông nào gọi có em phá, em gọi cho phá không có chân đấy không không có đi anh đi chặt phá gì đấy nè đúng rồi, nhỏ nhỏ mới biết nói chuyện nhỏ nhỏ.
đi thì đúng ngoài này. Đi đúng không ngoài. Đi về bài bài. Cứ là đi về thế mà. Tao. Kìa, tao. Ý là còn mới chào lên đã, đang đặt cái kia lên. Đây, chào, à chào lên. Nha, đây nha. Chào lên nha. Cho cái lọ ra rồi. Đây, lọ này. Nè. Đổ ra. Vô kiểu thế mà kiểu như là chắc là trước nó trước trước nó đang duyệt cái kênh ấy, kiểu lại cho sư hướng dẫn họ kia, bây giờ nó lại duyệt thủ công cái cách làm họ kia các giới nếu thời gian nó lại thay là lại lên qua lại lên có một quên có một lô có khi đang cái dòng ghê quay lắm này, chẳng hạn mình quay ít, mình đang chụp từng người nên em quay nhà em cũng nhìn thấy con nhẹ ở trên đường.
nghiến nghiến xong vào bắt bông nó. Đúng là ăn ăn. Ba nào? Thank you.
mà rõ ràng là được cắm cho nó cứ như là mình phải cắm. Thank you.
Bà muốn thấy lên cuộc bà gái nhá. Thế thấy thương chúng ta làm gì chứ mẹ? Bà lỗi đi đâu rồi? Mẹ chốt luôn cái khóa vào lúc bắt đẩy được ra thì chết bà ăn thua gì đâu. Mẹ ấy luôn mắc qua cho con, nó đẩy vào máy quay của con bây giờ đấy. Không mở cái gì cả. Mẹ kéo móc sắt nó mới không đẩy được. Bà đâu rồi? Bà đâu? Không, bà lên tầng rồi. Bà đi tới đây nhỉ? Mẹ, nó kéo móc sắt cho con đi. Mẹ đóng hờ mà nó không đẩy được ra. Kéo cái móc sắt này vào, chốt hẳn vào. Nó đẩy vào máy ảnh của con bây giờ đấy. Chốt hẳn mà. Anh lại đâu biết đi đâu. Nó ở đây đi đâu. Thank you.
cái một mình một lần cái một mình rồi rồi có một bát cháo cho mà bơm bây giờ có một bát cháo cho mà bơm nhưng đang đang giống như là từ từ là được lắm đúng là đúng là đến thì tối sớm cũng phải đi 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 đi
em tát lên mày to rồi. Mày nhất trò à? Hả? Biết chưa? Thank you.
không đi chưa? Tại vì sợ. Thank you.
Nhiều quá. Đó là điện thoại của Hiền.